Tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần của Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi với lãnh đạo, đại diện các báo, đài một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, như tại sao không thực hiện giãn cách xã hội khi đã có 26 tỉnh, thành phố ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19, đã có thay đổi gì trong chiến lược phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine phòng COVID-19 và ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, ngay từ đầu, chúng ta đã nhất quán với chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị. Với chiến lược này đã giúp Việt Nam chống dịch hiệu quả và là nước đứng thứ 176 trên thế giới về số ca mắc. Còn số ca bệnh trên 100 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 214 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu mà Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đặt ra, thực hiện mục tiêu kép, tức là vừa chống dịch nhưng vẫn phải phát triển kinh tế. Thế thì để thực hiện mục tiêu kép thì đứng về phía giác độ y tế và chống dịch. Đương nhiên những người làm công tác như chúng tôi là muốn là giãn cách xã hội sớm nhất, khoanh vùng rộng nhất có thể. Và tôi nói đây chính là bản lĩnh của lãnh đạo các cấp. Nhưng bản lĩnh đây không chỉ nói là cái bản lĩnh chính trị thuần túy mà phải dựa trên cơ sở khoa học. Mức nào thì cần đến mức nào. Thế còn từng thời kỳ, từng lúc thì chúng ta phải có cái điều chỉnh cho phù hợp với tình hình và năng lực của chúng ta. Và tất cả những cái vấn đề lớn ấy, xuyên suốt từ trước đến nay, đây là một sự kế thừa, chưa có gì thay đổi cả. Về vấn đề vaccine, Phó Thủ tướng cho biết, ngay từ khi có dịch, Ban Chỉ đạo đã nhận định khả năng virus SARS-CoV-2 sẽ tồn tại lâu dài. Vì vậy đã giao Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng tập trung toàn lực nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine phòng COVID-19. Ban Chỉ đạo cũng dự báo cuộc chiến về vaccine sẽ cực kỳ căng thẳng và nước nào có được vaccine sớm nhất thì sẽ tranh thủ được thời cơ. Chủ trương của Chính phủ là ngay từ đầu và không thay đổi và việc đó đã trình Bộ Chính trị. Tức là chủ trương là phải có vaccine thì chống dịch mới là căn cơ hết được về lâu dài. Và chủ trương của Việt Nam là tìm mọi cách từ nhập khẩu cho đến sản xuất trong nước. Sản xuất thì bằng cả nhân chuyển giao công nghệ lẫn tự nghiên cứu, là bằng mọi cách để có vaccine sớm nhất, tiêm được cho tỷ lệ người dân nhiều nhất. Dự kiến là cũng phải cho đến cuối năm thì chúng ta mới có một lượng vaccine nhất định. Và nếu tiêm hết cái lượng vaccine đó thì đến cuối năm cũng chưa thể đủ miễn dịch cộng đồng. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ kêu gọi người dân nhận thức được ý thức, trách nhiệm trước hết với chính mình, người thân rồi đến cộng đồng, đất nước, thực hiện đầy đủ nghiêm túc tất cả biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa nhấn mạnh, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay vẫn là 5K.